Mà chúng ta sẽ học sang cái chương mới, cái phần mới mà tôi đang muốn gọi là cứ gọi là chương 3 đi nhé. Là chúng ta sẽ học sâu hơn về nói sâu hơn về hàm. Hàm trong chúng ta tạm viết đây là chương 3 nhé. Ngoài những kiến thức tối thiểu cơ bản chúng ta đã biết rồi, vì chúng ta sẽ học sâu hơn, nâng cao hơn một chút về hàm trong Python. Được chưa? Thì tôi biết là có những cái ba một đi là cái có những phần ôn lại, ôn tập và cơ bản. Cái bản về hàm. Thì ở trong Python thì chúng ta biết rồi là mọi thứ đều là hàm cả, giống hệt như là C nhé. Nó không có khái niệm là không 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 từ khóa nào khác ngoài từ khóa là cái từ khóa là def này, sau là tên hàm, đó là hai chấm, sau đó là phần thân của hàm, phần mô tả hàm. Trong cái mô tả này thì nó có thể nó có không có cái từ là return và cái giá trị nào đó. Thì mà nếu có return giá trị thì là hàm là có trả lại giá trị, còn nếu mà không có cái return, hoặc là có return nhưng mà return không thôi thì là hàm không trả lại giá trị. Như vậy là tổng quát trong hàm. Như vậy tổng quát của nó thì trong Python ấy là nó chỉ chia làm hai loại, là hàm có trả lại giá trị sau từ khóa return và không trả lại giá trị. Nên là cái chung chúng ta biết rồi, không trả lại giá trị. Thì chúng ta hiểu cái có trả giá trị, thì cái này chúng ta hiểu nôm na chính là cái hàm theo đúng nghĩa của như là của Pascal chẳng hạn. Còn cái chỗ này này thì người ta gọi cái này chính là thủ tục. Đây chính là ứng là Pascal, đây chính là thủ tục, là các cái hàm mà không trả lại giá trị. Đấy. Thì tổng thể của nó thì nó là như vậy. Nhưng bây giờ tôi sẽ mô tả một vài cái định nghĩa, tức là chúng ta ví dụ một vài cái hay một tí đi nhé, còn không đây chúng ta định nghĩa một vài cái hàm ở trên này thôi. Def này, f này, ví dụ như f gồm có hai tham số là a b này, như vậy nhé. Và chúng ta return là a cộng với 2b, lấy ví dụ như vậy. Đấy, thì đây là cái hàm mà có trả lại giá trị. Bây giờ tôi làm cái hàm khác nhé, ví dụ là g đi, không có giá trị được trả lại, không có tham số, đúng không? Thì print xin chào. Như vậy chúng ta có hai cái, tôi mô tả hai cái hàm. Thì nếu f mà tôi mô tả thì tôi gọi cái hàm số đây như thế này, thì nó trả lại giá trị là 1 cộng với 2 nhân 2 là 5. Còn g đây, tôi gọi cái hàm g đây, như thế này. Hôm trước chúng ta đã nói về cái hàm mà định nghĩa hàm nhưng mà trả lại cái từ khóa ill, thì cái đó nó không phải là hàm, cái đó nó là generator. Trước nói rồi đúng không? Hôm trước tôi nói cái khái niệm generator là như thế này. Chúng ta chú ý là phân biệt giữa chú ý là phân biệt hàm trong Python và generator. Generator là cái gì, là cái trước tôi học rồi, tức là định nghĩa bằng def như thế này, nhưng mà khi mô tả thì chúng ta trả lại cái từ khóa là yield như này, yield giá trị 1 vân. Đấy. Thì cái này nó không phải là hàm, cái này nó là generator, nó tạo ra các cái đối tượng là kiểu generator, là cái kiểu nằm trong cái nhóm là introable, là cái
tuần tự, nhưng mà hai cái này nó khác nhau, nhưng đây là bên này là suy lấy thời, bên này là hàm. Cái chúng ta hiểu là hàm là nó khác, để chưa, chúng ta chú ý. Được rồi, như vậy là định nghĩa hàm này nó rất đơn giản, như ai mà lập trình thành thạo C Pascal thì chuyển sang cái này nó rất là dễ. Như vậy thì khi mô tả cái hàm chung của Python thì nó là dễ, nhưng mà chúng ta bắt đầu chú ý thêm một chút nữa này. Đây nhé, đây như vậy là đây, bây giờ tôi mới gọi, tôi mới chỉ trở lại vào đó nhé. Bây giờ tôi đặt phiên là x gì bằng f của 11 như này. Thì như vậy là hàm f là hàm có trả lại giá trị, như vậy tôi gắn x gì thì như vậy giá trị của nó trả lại gắn vào cái biến x gì nhé. Thì tôi viết là x gì bằng f 11 như này, thì là tôi gọi cái hàm đó, và vì hàm nó có giá trị trả lại là return đây này. Giá trị của nó trả lại chính là vào x gì, vì tôi kiểm tra x gì này, x gì nó bảo chính là 12, chính là 10 nhân với 2 nhân 1, như vậy là chính là 12, được chưa? Như vậy là cái đây là hàm trả lại giá trị, thì tôi có thể gán x gì bằng f gì đó được thoải mái. Thì cái này là cách mà chúng ta vẫn làm, mà tôi viết thêm ở trong Python thì hàm có thể trả lại từ nhiều giá trị cùng một lúc chứ không phải là không. Đây, tôi viết hàm nữa nhé, hàm là h đi, a b, để tôi return như sau. Tôi return hai giá trị cùng một lúc, return a cộng b phẩy a trừ b, đó. A trừ b thì khi đó thì cái hàm f h b thì nó là trả lại hai giá trị. Chúng tôi có thể viết là x gì phẩy y bằng h 1 2 như này. Đây, và x gì bằng tổng của hai số 1 2, còn y là hiệu là bằng trừ một. Giá trị trả lại của hàm có thể là một hoặc nhiều, hoặc là biểu tượng như thế này, chúng ta chú ý nhé. Khi tôi viết là z bằng h 12 thì là cái gì? Đấy. Thì giá trị của nó trả lại là hai, là hai cái này, là hai cái số liền nhau. Thì khi mà tôi viết như này thì máy tự động hiểu ở trong Python thì một dãy các số liền nhau như này, một dãy dãy phân tử cách nhau dấu phẩy thì nó tự động hiểu đó là tuple. Như vậy cái xét này chính là tuple, nó làm cái dãy nó là kiểu là tuple chứ không phải là list. Z là tuple. Như vậy chúng ta thấy là, nhưng mà trong Python thì là một cái hàm có thể trả lại hoặc không trả lại giá trị. Rồi, thế bây giờ chúng ta biết là cái hàm g là hàm g đây là gọi là hàm, nhưng mà nó là một thủ tục. Được chưa? Thì biểu tôi gán như này, tôi gán là z bằng g. Đấy, thì bây giờ tôi gọi như này thì z nó là cái gì? Để chúng ta chú ý nhé. Đây, tôi viết z này, như vậy là z không trả lại giá trị cả, nhưng mà thực chất ra là có đấy. Đây tôi gọi time của z, xem z là thuộc kiểu gì. Đấy, thì z là kiểu là non time. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Như vậy thì vậy suy ra cái gì? Suy ra là một game trong Python thì một cái hàm mà không trả lại giá trị thì nó trả lại giá trị là chính là non, chính là non. Z này chính là bằng non, chính là năn đấy nhé, chính là năn. Như vậy chúng ta bây giờ chốt lại này, cho chúng ta ghi ý nhé. Ở trong Python ấy thì nếu mà hàm không trả lại giá trị theo đúng nghĩa đen của nó nhé, không trả lại giá trị đấy, thì suy ra là cái hàm này sẽ trả lại giá trị, thực ra là vẫn có thì không có, trả lại giá trị là năn. Chúng ta rất quan trọng kiềm là kiềm giá trị năn là cái rất hay dùng ở trong Python, nó giống như trong Pascal đó là nun ấy, nó là nin ấy, nó rất là hay dùng. Tức là khi mà nó làm, nó làm một cái thủ tục, gọi là thủ tục đi, là nó không có cái từ khóa return chẳng hạn, hay return không thôi, thì như vậy là nó không trả lại giá trị theo nghĩa nào đó, thì làm, nhưng mà thực chất nó vẫn trả lại một cái đối tượng đó chính là đối tượng là năm, mà chúng ta biết rồi là trong Python có hẳn kiểu dữ liệu là năm time, và nó có một giá trị thôi là năm. Như vậy là cái năm này
năn là cái gì, năn năn trong năn là một từ khóa, một cái từ keyword, một từ khóa của Python. Năn là cái em là cái giá trị duy nhất, là cái giá trị duy nhất của cái kiểu dữ liệu, của kiểu dữ liệu năn thải, được chưa? Đấy. Mình nhắc lại là trong Python là tất cả mọi thứ đều là đối tượng hết, cho nên là cái năn này cũng là một cái đối tượng nhé, đối tượng là nó có chỉ là năn thuộc kiểu dữ liệu là năn thai. À, cho nên là ở trong Python ấy, thì cái hàm nào mà nó không trả lại giá trị hay nó là thủ tục thì nó chính là kiểu dữ liệu là năn. Thế là ví dụ như hàm print chẳng hạn, chúng ta biết là cái hàm print là cái hàm mà là cái hàm không phải giá trị, ta biết rồi đúng không nào, chỉ in ra cái giá trị này thôi. Mình biết là x gì bằng print, Việt Nam như thế này nhé, thì biết Việt Nam như thế này, thì biết này thì nó vẫn chạy lệnh print, nhưng mà giá trị của nó trả lại là x gì, thì cái đó x gì nó sẽ là năn, time của x gì nó sẽ là, nhưng mà cái hàm này nó vẫn trả lại giá trị, mà chuyện đó chính là năn. X này chính là bằng năn đấy, không những là bằng giá trị mà là x thì là chính là năn này, là is năn này. Chúng ta nhớ lại một chút là trong Python nó có hai cái phát tử là bằng và is, thì nó là khác nhau như thế nào. Thì mình nhớ lại một chút cho các bạn, phần này là phần quan rất quan trọng, đặc biệt Python đặc biệt nhé. Ở trong Python thì làm mọi thứ đều là object cả, đúng không nào? Object. Thế thì khi tôi biết là x is bằng khi tôi biết là x gì bằng là cái gì, là như sau, là nó so sánh cái giá trị của cái đối tượng x gì và đối tượng y thế bằng nhau thì là nó coi là bằng nhau nhé. Rồi, nhưng còn nếu mà x y thì là nó so sánh, không phải là hai giá trị, so sánh hai đối tượng x và y có nằm trong một địa chỉ bộ nhớ hay không, hay không. Đấy, và nó bằng cái này thì là, như vậy là nếu mà x thì mà is y mà là bằng true thì suy ra là như này, thì suy ra là nó là phải là bằng giá trị, nhưng lại không đúng, hai cái có thể bằng giá trị nhưng mà không suy ra là x is y. Nhưng mà có thể như sau, có thể có trường là như thế này. Nên chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa trong các bài sau. Có thể là gì? Có thể là x bằng y thì nó là true, nhưng mà là x is y thì nó lại là gì? Nó lại là false. Yeah, đây là cái. Nó lại là false. Cái này rất nhiều ví dụ cho cái này. Cái này tôi sẽ nói sau nhé. Cái này ở trong phần sau, sang đến chương sau thì nó rất là kỹ hơn cái này. Nhưng ở chương này tôi thêm nhắc lại một chút về nó. Như vậy nó có hai cái toán tử, một toán tử là so sánh bằng về giá trị, hai là so sánh bằng về đối tượng, nên là khác nhau nhé. Rồi bây giờ quay lại cái này, quay lại cái hàm của chúng ta. Như vậy là gì? Như vậy là khi mà một cái hàm mà cái hàm nó không có sự trả lại tục thì thực chất ra nó vẫn có giá trị trả lại, chính là năng. Năng là một từ khóa, và năng là cái đối tượng duy nhất, ở nó chỉ có một đối tượng thôi ở trong cái kiểu dữ liệu là năng thai. Cái năng là dùng rất là nhiều trong Python, dùng cực nhiều luôn nhé, thì nó đóng vai trò như là null ấy. Hôm trước có bạn hỏi tôi là ở trong Python các cái biến nhớ có phải con trỏ không, thì tôi nói luôn là đúng, là tất cả biến nhớ ở trong Python là 100% con trỏ. Cái đó chúng ta sẽ nói sau nhé, cái đó là phần sau, ở các chương sau. Hôm nay tôi không nói vì chúng ta cái phần
cái phần nó bị con trỏ của biến ấy ở trong Python nó quá quá phức tạp cho nên không thể đến ngay được. Bây giờ tôi sẽ nói dần ra nó cái phần dễ dễ này trước nhé. Rồi thì như vậy làm hàm ở trong Python thì nó có hai, thì có thể chia làm hai loại. Một loại là hàm trả lại giá trị bình thường, trả lại giá trị là một cái giá trị bình thường, và hai là không trả lại giá trị, thì tức là trả lại giá trị là none. Thực ra cái từ là trả lại giá trị là thật dùng đó là không hợp lý, mà đúng ra là gì, đúng ra là như này, cái hàm ấy khi tôi khai báo một cái hàm với tên hàm chẳng hạn, xong phần mô tả hàm, xong là return, thì vì nhắc lại vì ở trong Python mọi thứ đều là đối tượng cả, như vậy là sau cái này nó là đối tượng, nó là obj chứ không phải là nó không có nghĩa là giá trị, nó chỉ là obj gì. Như vậy là mọi cái, như vậy là có thể, như vậy có thể là gì, hàm có thể trả lại là các đối tượng chứ không phải là giá trị, vì ở trong Python thì là cái từ giá trị là nó làm nó nhỏ từng giá trị, từ obj obj là đối tượng đấy, thì obj này nó có nhiều thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là value. Như vậy là cái từ giá trị là cái từ nhỏ hơn là cái từ đối tượng. Thì ở trong cái khai báo hàm thì cái từ khóa return này sau đó là đối tượng nhé, đối tượng chứ không phải là giá trị theo nghĩa như là Pascal. Đấy. Cho nên là và loại thứ hai là cái hàm mà không có cái từ khóa return, mà hay là return không thôi, một cái hàm mà không có cái gì cả, thì người ta hiểu là gì, người ta hiểu mặc định là chính là return none, không biết ra thôi nhưng mà hiểu chính là return none. Như vậy là như vậy nôm na là một cái hàm. Như vậy cho tổng kết lại phần này nhé, tổng kết lại là trong Python ấy, thì khái niệm hàm chúng ta chia làm hai loại, hàm là trả lại đối tượng khác năm, và hàm trả lại là năm, trả lại năm, chỉ có hai loại như vậy, trả lại năm, đối tượng năm. Thì cái hàm mà trả lại đối tượng mà khác năm thì chúng ta gọi là hàm bình thường, còn cái hàm trả lại năm thì chúng ta hiểu là nó làm những thủ tục. Ở trong C thì nó gọi là hàm void nha, nhiều chúng ta biết ta chốt lại thật chính xác hơn là hàm trong Python hoặc trả lại là none, hoặc trả lại là gì, là không none. Nên từ đọc là none nhé, đây là đối tượng mà nó không nằm trong một cái đối tượng nào. Đấy. Rồi thế bây giờ chúng ta xem lại đây một chút cái hàm nhé, cái hàm g đây này nhé, thì được chưa, hàm này là hàm h này, hàm f ở đây nhé. Thì bản thân cái từ là hf là tên của hàm, thì rất hay là gì, rất hay là trong Python thì hàm cũng là đối tượng đó. Hàm f của chúng ta nhé, hàm f chúng ta là hàm như thế này, là hàm bằng là a nhân với 2b, thì chúng ta có thể time cái f ra, thì cái f nó làm cái lớp là function, là đối tượng. Như vậy bản thân hàm cũng là đối tượng, được chưa? Do đó tôi có thể làm như sau, tôi có thể viết như thế này. Như vậy hàm cũng là đối tượng nhé. Mình trong Python thì tất cả mọi thứ đều là đối tượng, hàm cũng là đối tượng. Và vì thế vậy tôi có thể viết như sau, tôi có thể viết là ff bằng f cũng được không? Thì hiện tôi viết ra hiểu cái gì? Là cái đối tượng hàm là f được gán vào cho đối tượng mới là ff. Nhưng mà ff cũng là hàm, là đây là chúng ta có hiểu không, ff là cái biến này chỉ vào cái đối tượng là f này đấy. Nhưng mà như vậy tôi viết là ff là 2 3, mày mới hiểu được thấy không nào đấy. Vì cái f thì nó là một đối tượng kiểu hàm, giống như là một đối tượng khác, và tôi có thể viết lại ff nhà tôi có thể viết khác, cũng như là tôi viết a bằng b thôi, thì đây nó là như vậy, tôi cứ viết như này. Đấy. Như vậy là ở trong Python thì
tất cả các cái hàm đều là đối tượng chúng ta nhé. Tất cả các cái hàm trong Python đều là đối tượng. Phần này rất là hay, rất đặc biệt đối tượng kiểu gì, kiểu function. Khi chúng ta dùng cái từ khóa là def, chúng ta tạo ra một hàm thì lập tức cái hàm đó nó là một đối tượng kiểu function ở trong Python. Nó giống như là đối tượng khác, giống như là kiểu dữ liệu số nguyên này, số thực này, hay kiểu dữ liệệu là list này, vân vân, list này, tuple hay là string này, thì function nó cũng là một đối tượng. Mà đối tượng là đối tượng đặc biệt, nó không nằm trong đối tượng là một dãy số hay là một cái interval, mà nó là một đối tượng, là đối tượng là function. Và khi đó chúng ta có thể làm những cái khai báo, ta có thể gắn biến thoải mái. Đây là f này, hoặc tôi có thể viết là gì, là m bằng f được không, m bằng f thoải mái, xong là n bằng m vô tư đi, thì n nó vẫn là cái hàm đó 12 2, được chưa? Thì như vậy tất cả những cái, đây là ff này, f này, ff này, m này và n đều là các tự biến mà chỉ vào các cái hàm. Đấy, và chú ý nhé, như vậy là rồi, như vậy là hàm là nó là làm bản thân nó làm một đối tượng mà chúng ta đã biết rồi đấy. Chúng ta đã biết rằng là như vậy là vì nó là hạng, nó làm đối tượng chuyên, nó có thể tham gia như là một cái tham biến ở trong một cái hàm khác, được chưa? Chúng ta đã nhớ lại cái hàm map chưa nào? Bây giờ như này nhé, đây tôi viết như sau này, ví dụ tôi viết là h này. Chúng ta nhớ lại cái hàm map nhé. Cái hàm map là cái hàm như thế này. Hàm map là hàm nó là có đối tượng một là function. Đấy, tên là tên hàm. Là đối tượng là hàm nhé. Cái tham biến thứ hai là một cái iterable, một đối tượng là tuần tự. Như vậy là chúng ta chú ý, như vậy là ví dụ như hàm map chẳng hạn. Hàm map chúng ta học từ hôm trước ấy. Hàm map này, nó là có hai cái tham biến thứ nhất là làm cái tên hàm bất kỳ, hay là một cái biến kiểu hàm, và bên cái biến thứ hai là tuần tự, đối tượng tuần tự. Thì cái hàm này nó trả lại cái đối tượng là cái dạng map, mà nó vẫn là iterable, nó áp dụng cái hàm này cho từng phần tử của đối tượng này. Đấy, từng phần tử của cái đối tượng này. Tôi lấy ví dụ đây, chúng ta có hàm là hàm f của chúng ta nhé. Đây thì tôi viết là f này, mà đối tượng hai là tuần tự này, tuần tự nhé. Đây tự nhiên là 1 này, 3 này, 2 0 7 1, và hàm f là hàm nó tác dụng lên 2. Như vậy là 1, 2 này, phẩy này, 4 này, 5 này, phẩy này, 10 này, 2 này. Đấy. Thế không nào? Như vậy là cái đối tượng thứ hai nó là một cái đối tượng tuần tự. Nó gồm có 3 phần tử. Phần tử thứ nhất là cái cặp AB, cặp 1, 2. Phần tử thứ hai là 4, 5. Phần tử thứ ba là 12. Và cái hàm map này, nó trả lại một cái đối tượng là f tác động lên 1 2, f tác động lên 4 5, và f tác động lên 12, và trả lại giá trị tương ứng. Đây bây giờ tôi đối tượng của nó là 3 phần tử. Phần tử nhất là hàm f 1 2, phần tử thứ hai là f 4 5, phần tử thứ ba là f 12. Tôi này in đây nhé. Đây tôi for vì bản thân cái em xin lỗi, tôi viết là lại là m đi, m bằng tôi chưa gắn này, m đấy nha, tạo ra một đối tượng là map đây nha. Thì m nó là đối tượng map đó. Nhưng mà m nó là kiểu dữ liệu là tuần tự, thì chúng ta có thể duyệt theo cái m đó bằng lệnh for
Kain print ka mix à, ở đây nó không ăn, ở đây nó bị lỗi nhá. Tôi nhầm một chút nhé, thử sao lỗi nhỉ, vì này này vì f nó là đây, hàm f của chúng ta là nó xác định của chúng ta là nó có hai giá trị, hai giá trị, nó có hai tham số, nó là của nó là hai đối tượng, mà đây của chúng ta lại là một đối tượng thôi, nó là một tuple cho nên không được. Chúng ta sửa lại như sau này, chúng ta biết này mới đúng hơn này. Ta biết là m bằng mép này, f này, nó phải là hai đối tượng, nó phải là hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là 1, 4, 5, và đối tượng thứ hai, xin lỗi, 4 và 10, đối tượng thứ hai là 2, 5 và 2. Đấy, thế này mới đúng này. Vì f chúng ta là nó có hai. Đi này, một là cái là cái bột này nhé, bốn là cái bốn này này, hai là cái bốn và 10 là hai cái ba cái đầu tiên này, còn hai đây, 2 5 2 đây, nó là đó, tại vì for k in m print k, thì cái chữ nằm hàng ngang cho nó dễ nhé. Nó sẽ là gì, nó sẽ là của 1 2 5, tức là 1 cộng 2 nhân 2 này, cái số hạng 2 chính là 4 cộng với 2 nhân 5 này, 4 này đây này, 4 này như đây này, 4 này cộng với 2 nhân 5 này và 14, tức là 10 cộng 2 nhân 2, thì cái dạng này là dạng mà tôi vừa nói này, là cái dạng này này, là cái dạng tổng quát của cái hàm này này, đây là chính là như này nhá. Mà tổng quát là như thế này, nếu hàm chúng ta là hàm xác định trên hai biến thì như thế này, là như thế này, là mép bằng trời, mà là mép của cái hàm f ở trên hai đối tượng là iter1 và iter2. Đấy, thì hàm này là gì, hàm này nó trả lại giá trị là như thế này, nó trả lại giá trị là gì, là dãy trả lại dãy các giá trị sau, giá trị sau, nhưng mà được gói trong đối tượng là mép, là f của iter 10 phẩy iter này, hè tự nhiên iter 20, đây là phần tử đầu tiên này, phần tử thứ hai là f iter 11 iter 1 iter 2 1 là cứ như vậy này, chính là cái dãy này, vì hàm chúng ta là cái hàm có hai tham số. Hay là tôi xin giới thiệu một cái hàm khác nhé, một cái hàm khác rất là hay dùng này, ví dụ là cái hàm hàm sort, hàm sorted, hàm này là hàm hàm này là hàm nó có này, nó có là gì, nó là tham số đầu tiên của nó là một cái kiểu dữ liệu tuần tự, tham số thứ hai là key, là mô tả một key là cái hàm dùng để làm cái key để mà ta sắp xếp, và thứ ba là cái một cái tham số để mô tả để mà sắp xếp theo chiều tăng hay chiều giảm. Cái hàm sort là hàm rất hay, cũng là hàm xác định trên trên một đối tượng là iterable, cái hàm này nó trả lại giá trị là một cái dãy nhá. Đấy, thì như vậy là đây là tôi viết lại, vì tôi viết lại các bạn về hàm sort thì rất là hay. Như vậy cái hàm cũng là một hàm trên đối tượng là sorted, là cái hàm
kia là cái đối, mà chị đầu tiên của nó là một cái đối tượng y y tờ. Kia là cái thứ hai là tên của cái hàm, tên là cái hàm dùng để mà gì, cái hàm mà dùng để mà làm tiêu chuẩn sắp xếp một cái function, function để tên tên của hàm đấy, coi như là tạm thời bỏ qua đi tên của hàm nhé. Đây lấy ví dụ nhé, là chúng ta mà rất hay dùng, ví dụ như là tôi làm như này, ví dụ như là tôi có một cái sách học sinh chẳng hạn nhé, nhưng bây giờ tôi sẽ sắp xếp không phải theo tự theo 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 họ mà theo tự là tên, thì tôi làm như nào? Để tôi lấy ví dụ như vậy, ví dụ là một cái hay là tôi làm một đơn giản khác nhé, tôi làm một đơn giản trước này. Đây hàm tôi sắp xếp một cái hàm mà tôi làm nhé, tôi sắp xếp mà một cái dãy, dãy ví dụ dãy là -1 -5 4 -3, định chúng ta là như thế nhé. Và hàm thứ hai là hàm ABS, ABS tên của hàm thôi đó, thì cái này là cái gì, như vậy cái nó trả lời giá trị là một cái dãy, là một cái list sắp xếp lại cái đối tượng này, sắp xếp các thứ tự tăng dần của hàm tuyệt đối, như vậy nó sẽ xếp lại thì là một này, sau đến 3 này, 4 và 5 nhé. What oh, sorry. Xin lỗi như nào nhỉ? MBS thì một đây một đây. Để tôi kiểm tra nhé, xem lỗi ở đâu nhé. À, ghi hàm sót thì sót thì cái này nó có nó là một cái iterable này, sau đó là key bằng hay tại viết key bằng mới được à, đúng không? Tại viết key bằng thì nó mới được đúng không? Thì viết lại nhé, thì viết lại cái này. Cái kết là key bằng ABS, ABS. Nó ăn đâu? Đúng rồi đấy. Thì nó sắp xếp cái này theo thứ tự tăng dần của trừ đối các số là -1, -3, -4 và -5. Đấy nhé. Cái gì? Tức là nó có tham số nhất là một đối tượng bất kỳ là iterable thì chúng ta đã nó làm kết thúc bằng đây. Tôi xếp lại cái dãy này, nhưng không phải theo đúng cái phân tử của dãy này mà sắp xếp theo key là khi mình làm một cái hàm, làm tên một cái hàm, hàm này là hàm tuyệt đối của cái của một số, chứ nó sắp xếp theo thứ tăng dần của tuyệt đối con số này là -1, -3, -4 và -5. Đó. Như vậy đây chúng ta hiểu như vậy, đây cái ABS nó là một cái tham số, nó là tên một cái hàm được đưa vào ở trong một cái hàm khác, đấy là ý nghĩa của cái khái niệm hàm trong trong Python đấy. Cái hàm sort thì rất là hay. Bây giờ tôi lấy ví dụ một cái ví dụ khác nhé, mà đây chúng ta vẫn hay dùng là gì, là ở trong một lớp học tên của học sinh ý, thì làm nó được tôi viết theo họ trước tên sau đấy, là Bùi Việt Hà, Nguyễn Vân Anh gì đấy, nhưng mà nó xếp theo tự là theo tên trước họ sau thì làm thế nào? Đấy, lấy ví dụ nhé, đây lấy ví dụ là ta có một cái biến là danh sách như này và có tên đủ tất cả học sinh trong lớp, đây ví dụ như là Nguyễn, thử vài cái này. Nguyễn Việt Hà, tên Hà nhé, xong người thứ hai là Bùi Vân Vân Oanh nhé. Tên thứ ba là Lê Chị Hương, ví dụ thì lên thứ bốn người đi, và người thứ tư là Nguyễn Trần đi, Trần Quang A đi. Đây chúng ta có bốn người tất cả, bốn người tất cả. Nếu chúng ta mà sort bình thường nhé, sort bình thường như này nhé, sort bình thường danh sách thì nó sẽ ra là gì? Nó xếp theo họ trước tên sau, thì như vậy là Bùi Vân Anh lên trước này,
họ đến Lê này, sẽ đến là Nguyễn này, sẽ đến là Trần này, đúng không? Tôi xếp theo từ điển mà, theo họ. Nhưng nhiều tôi muốn xếp theo tên cơ, tên trước rồi họ sau thì làm như nào? Đấy, thì tôi sẽ phải dùng cái này, dùng cái hàm sort này thì mới làm được. Được chưa? Đấy, thế bây giờ tôi sẽ làm như sau này. Như vậy tôi sẽ phải làm, tôi sẽ phải có cái hàm. Cái hàm này là nó, cái hàm này nó sẽ tạo ra là nó đưa cái được cái tên này lên trước, lên trước cái tên, lên lên trước cái họ. Đấy, thì làm như nào? Thì như vậy tôi phải viết cái hàm. Viết cái hàm là tôi chuyển tên lên lên đầu nhé. Cái hàm này như sao? Cái hàm này cái hàm tôi sắp xếp lại cái tên lên đầu. Nhưng thì hàm này tôi ghi là def của tôi gọi là tên đi. Gọi là chuyển chuyển tên đi nhé. Cùng cái họ tên. Đấy. Họ tên của chúng ta là gì? Cái họ tên của chúng ta là làm cái string bất kỳ kiểu như này, Nguyễn Việt Hà như đấy. Thì chúng ta cái hàm này sẽ trả lại giá trị là vẫn là cái tên này nhưng đưa cái chữ Hà lên đầu. Như vậy ta đây trả lại giá trị là Hà Nguyễn Việt Hà, Oanh Bùi Văn Oanh, Hương Lê Thị Hương, A Trần Quang A. Thì khi sắp xếp ấy, thì ta dùng cái hàm này là hàm key của cái sort tiền này thì nó sẽ sắp xếp theo theo key trước, theo key. Như vậy ta đưa người là sắp xếp theo tên trước và họ sau nhé. Mình tôi làm này. Thì cái hàm này là hàm như sau. Hàm này tôi sẽ lấy tên. Tôi sẽ lấy tên tôi lên trên. Thì muốn làm thế làm như nào? Tôi đưa vào một cái dãy A nào đó nhé. Tôi dùng họ tên tôi tách ra. Split. Tách phần tách cái phần họ tên ra đúng không nào? Rồi, sau đó là tôi lấy ra cái phần tên. Tên. Tên chính là cái A của cái đây là một cái dùng dùng hàm split tôi tách ra. Tách ra thì thành như là Nguyễn Việt Hà thì cái tên của nó chính là cái phần tử cuối cùng cái A này. Vậy A này nó chính là len của A trừ 1. Đấy. Được chưa? Và tôi trả lại return cái hàng của chúng ta là như này, return kia. Return nên là tên cộng họ tên. Đấy. Tôi ghép cái tôi tách tên ra nhé. Mà tôi đưa lên tên lên trên, sau phần sau vẫn là họ tên như bình thường. Đấy, tôi trả lại như này. Đấy. Lấy ví dụ như là chuyển tên của cái người là của cái người là Nguyễn Việt Hà chẳng hạn, thì nó ra cái gì Nguyễn này, Việt này, Hà này, thì nó đưa Hà lên trên này đó, xong Nguyễn Việt ở Nguyễn Việt Hà sau đúng không nào? Đấy, tách ra. Thế thì tôi dùng cái này, tôi dùng sắp xếp rồi, sắp xếp này sort sort thịt này, sort thịt này nhé. Cái hàng kia của chúng ta là danh sách đúng không nào? Còn đó là key bằng chuyển tên. Đấy, tên của hàng của chúng ta đấy. À, tên hàng của chúng ta là cái hàm tôi vừa tạo ra là hàm chuyển tên đây này. Đấy. Như vậy cái hàm này đưa vào trong chương trình, đưa vào trong cái hàm này như là một cái tham số thôi, như là một cái đối tượng, như là một giá trị của cái tham số là key này, và bây giờ nó sẽ xếp lại này. Đấy. Trần Quang A trước này. Xong Nguyễn Việt Hà là người thứ hai này, Lê Thị Hương người thứ ba này, Bùi Văn Oanh là người thứ tư. Đấy. Thế đây là cách chúng ta dùng để sắp xếp một cái dãy, nhưng mà là sắp một cái dãy, nhưng mà là cái tiêu chuẩn sắp xếp không, nó không của một dãy họ tên, nhưng mà nó xếp theo cái nguyên tắc là lấy tên là làm chính, sắp xếp theo tên trước rồi là cái họ điểm sau. Đã có hiểu không ạ? Như vậy là vừa mới nói các bạn là cái ý nghĩa của cái khái niệm hàm ở trong Python nó rất đặc biệt. Bây giờ nói thêm một cái ý nữa là ở trong chương trình ấy, mà nhiều khi chúng ta cần thiết phải khi chúng ta mô tả cái ý nghĩa của hàm ấy, thì cách mô tả như nào cho nó thuận tiện nhất, thì chúng ta có thể là mô tả ở phía trên cái hạn nghĩa của hàm, nhưng mà thông thường thì người ta mô tả cái ý nghĩa của hàm ngay bên trong hàm này là như sau. Cách mô tả này là một cách là mô tả như này. Lấy ví dụ nhé, mô tả cái hàm ví dụ như là f của a b nhé. Đây
khi tôi enter thì chúng ta sẽ mô tả cái trong ở cái dòng đầu tiên của hàm, chúng ta mô tả ngay ở đây. Và cách mô tả như sau, chúng ta dùng ba nháy, ba nháy. Đây là hàm số rất quan trọng trong ba nháy kết thúc. Ba nháy chúng tôi có thể xuống dòng được. Sau tôi enter, sau tôi vẫn làm như bình thường, return cộng 2 nhân với b. Thì như vậy cái dòng mà như vậy chúng ta có thêm một cái đi nữa là cái phần mà mô tả hàm thường được mô tả ngay dòng thứ hai, ngay sau khi chú ý là ngay sau khi cái định nghĩa hàm và đưa vào trong ba dấu nháy ở đầu và cuối. Đó, chúng ta chú ý nhé. Đây là cách mà mô tả cái ý nghĩa của hàm rất là chuẩn ở trong Python. Đây và bây giờ tôi có thể xem lại, tôi dùng F này, tôi dùng nó sẽ đưa vào một cái thuộc tính là doc mà chúng ta có thể xem được. Đây là tên hàm này, còn hai cái dưới là doc. Thì đây nó là như vậy, cái phần mô tả ngay bên dưới của hàm ấy, ngay bên dưới của hàm trong ba dấu nháy thì cái phần này nó gọi là doc string. Nó gọi cái này là nó gọi là doc string nhé. Thì tôi mở thêm vào đây mô tả doc string của hàm. Thì cái tên cái hàm có thể lấy lại đọc sinh một cách là ta chấm này, xong gạch dưới này, đọc này, gạch dưới. Đấy. Này ở trong Python này, tôi lấy ví dụ là cái hàm mà hàm print chẳng hạn, chúng ta gõ từ print, sau đó là chấm, chấm, đọc. Và giờ có hết nhé. Đây là phần đề, chính là cái phần phần mô tả cái định nghĩa, cái mô tả cái ý nghĩa của cái hàm đó. Thì chúng ta muốn cho đây nó có gạch chéo n là cái từ escape chúng ta có thể bỏ đi, chúng ta dùng từ print rồi lại là print chấm doc thay là dùng cái hàm mà trợ giúp đây. Thì đây chính là cái phần mà là có thể xuống dòng nhé, thoải mái nhé, vì là trong ví dụ ba nháy chúng ta biết là trong ba nháy chúng ta có thể xuống dòng thoải mái ở giữa cái ba nháy này. Như vậy là ở ngay sau ngay dòng thứ hai của hàm chúng ta viết cái phần mô tả hàm, phần doc của hàm và để trong dấu ba nháy mà có thể xuống dòng được, thì phần đó nó gọi là doc string, nó gọi là doc string nhé. Thì như vậy là nó gọi là doc string của hàm là như sau nhé, là mô tả là def này, tên hàm này, có thể là biến số đấy nhé, sau là hai chấm, xong dưới này ta ba dấu nháy, xong mô tả nội dung hàm, cái dài thoải mái nhất, enter thoải mái xuống dòng nhé, xong là ba dấu nháy như này kết thúc. Đó, thì cái phần này là cái phần này. Sau đó ở dưới đây chúng ta mô tả bình thường, đây là mô tả hàm như bình thường. Mô tả hàm như bình thường. Được chưa? Đây thì cái phần này sẽ được làm, sẽ được dùng cái này ta lấy nó ra, nó gọi là doc string. Mà cái này nó làm cái chuẩn của cái cách viết hàm một cách rất là chuyên nghiệp ở trong Python. Chúng ta chú ý nhé, cách viết hàm chuyên nghiệp. Được chưa? Đó, thì như vậy là tôi vừa đấy tôi vừa mô tả những cái phần đầu tiên liên quan đến hàm. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Phần tiếp theo, phần này là phần khó đây. Phần này là phần đặc biệt là cái mà nó rất là khác biệt so với Pascal nhé. Yeah. Chúng ta sang phần thứ hai của ngày hôm nay. Gọi là 3-2 đi nhé. Là phạm vi biến nhớ. Trong Python và tất nhiên liên quan đến cả hàm đấy. Đấy, thì cái phần này là phần mà theo tôi là đặc biệt
khác biệt hẳn với khác biệt hẳn với Pascal và C. Và chỗ này tôi có xem qua cái hai cuốn sách giáo khoa của bộ, một cái là của bên nhà xuất bản giáo dục, một cái là của bên nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấy. Hai nhóm là nhóm phiên nói trí thức và nhóm cái diều, thì cái cuốn cái diều là không hề nói về cái phạm vi này, không hề nói cái phạm vi nhớ này. Còn cái cuốn của bên nhà xuất bản giáo dục thì có nói rất là ít, không đủ. Thì tôi muốn nói thêm một chút cho các bạn biết về cái này nhé. Cái này là cái mà theo tôi là đặc biệt. Cái việc tôi mà cái này đó là khác biệt so với Pascal. Mà phần lớn giáo viên người Việt Nam chúng ta quen với Pascal rồi, cho nên sang bên này là rất là bỡ ngỡ cái chỗ này. Đấy, thì tôi xin nói đầu tiên tôi nói sang cái phần là cái em mô tả cái phạm vi biến nhớ ở trong Pascal C như thế nào nhé. Phạm vi đây tôi hiểu là phạm vi, là cái phạm vi nó tự như thế nào thì nó phải liên quan đến hàm, chứ nếu không có gì cả thì nó đột cuối là dễ rồi. Một cái chương trình không có hàm gì cả thì không cần phải nói nữa, nhưng vấn đề là có hàm thì cái biến nhớ đó nó được khai báo ở bên ngoài hàm, trong hàm thì nó như thế nào nhé. Đấy, phạm vi biến nhớ ở trong trong Pascal và C. Được chưa? Thì biến nhớ ở trong Pascal và C thì nó là như sau. Biến nhớ nhé, ở trong Pascal và C thì nó chỉ có hai kiểu thôi. Là một kiểu là biến tổng thể, chúng ta nhớ lại một chút nhé. Biến tổng thể. Và cái thứ hai là biến địa phương. Có hai loại nó rất là rõ ràng. Cái này nó gọi là global thì hàng này là cái gì? Thì trong Pascal nó hiểu cái biến nào mà mô tả bên ngoài hàm thì nó là biến tổng thể, nên là mô tả bên ngoài hàm, khai báo bên ngoài hàm hay là cái mô tả khai báo bên ngoài hàm. Còn local là khai báo bên trong bên trong một cái hàm nào đó thì nó gọi là biến địa phương. Được chưa? Thì ở trong Pascal là như sau này: khi một biến mà khai báo bên ngoài hàm nó là biến tổng thể thì nó có tác dụng trong toàn bộ chương trình. Đúng chưa? Nhớ lại cái khai biến tổng thể đúng không? Trong toàn bộ chương trình và tất nhiên là trong tất cả các hàm đó. Nhưng mà là cái miền tác dụng, phạm vi tác dụng của biến nhớ tổng thể là trên toàn bộ chương trình luôn, trong tất cả các hàm. Như vậy là khai báo một lần bên ngoài mà ta dùng thoải mái, nó từ ở bên trong hàm và bên trong hàm nó không được đi nghĩa lại khi biến ra nữa, thì ta đã có thông tin nghĩa rồi. Còn biến địa phương thì trong khai báo bên trong hàm chỉ có tác dụng bên trong hàm nhé, chỉ có tác dụng bên trong hàm, không có tác dụng bên ngoài hàm. Đấy, thì đây là hai cái ý nghĩa này, là hai cái điều này là cái điều chúng ta đã biết rồi ở trong Pascal nha. Như vậy nha các bạn nhé. Như vậy chúng ta chốt lại đối với Pascal và C này là một là biến khai báo bên ngoài hàm là biến tổng thể nhé, sẽ có tác dụng bên trong hàm như một biến. Đấy, cái đề này chúng ta đã biết rồi đúng không, đối với Pascal đấy.
2 là bên này là biến hai báo bên trong hàm thì mình làm biến địa phương, biến địa phương mà không tác dụng, không có tác dụng bên ngoài hàm đó, bên ngoài hàm. Được chưa? Như vậy là biến thái báo bên bên ngoài thì có tác dụng bên trong thoải mái, như vậy là bên trong hàm nó là không được định nghĩa lại cái biến này nữa. Bây giờ thay biến thái báo lần thôi mà. Còn bên trong thì kiểu bên trong nó không được ở bên ngoài. Còn trường hợp mà các hàm lồng nhau, đây, trường hợp lồng nhau nhé, trường hợp mà hàm lồng trong hàm đấy, các hàm lồng nhau đó thì biến khai báo trong hàm lớn đấy, trong hàm lớn sẽ có tác dụng bên trong các cái hàm con. Nó giống như là cái biến này nó không phải không biến, là không phải biến tổng thể nhưng có tác dụng ở bên trong hàm đấy. Thì đây là cái đây là ba điều chúng ta đã biết ở trong C và Pascal. Thì nếu mà cứ suy bình thường thì mọi người sẽ hiểu ngay là cái này nó giống với Python, nhưng mà thực chất ra là không phải. Nhắc lại nhé, như vậy trong Python là nó khác hẳn đấy, trong Python thì nó không phải như vậy. Thì chúng ta sẽ đến cái bài sau, đến cái buổi sau nữa thì tôi sẽ nói về cái mô hình quản lý biến nhớ, chúng ta sẽ hiểu hơn. Nhưng mà chúng ta hiểu trước về cái gọi là phạm vi tác dụng của biến nhớ này. Hay thì ở trong cuốn sách tin học 10 của nhà giáo dục ấy, cái nói thức thì có một cái bài nói về cái điều này, nhưng mà nó rất là sơ lược vì không dám nói nhiều vì sợ là giáo viên học sinh không thể tiếp thu chuyện này, là tương đối khó. Nhưng vẫn phải nói là vì sao, bởi vì là nếu không nói thì tất cả mọi người sẽ hiểu nhầm hết sang cái vì mọi người cứ tư duy trên cái môi trường Pascal thì sau này là sẽ bị sai hết, cho nên là cần phải làm lại. Được chưa? Được rồi, thì chúng ta sẽ mô tả sang cái khái niệm là biến, gọi là biến nhớ đi, biến nhớ ở trong Python chúng ta hiểu như thế nào nhé. Rồi thì chúng ta có đây. Thì biến chế chúng ta định nghĩa này, định nghĩa tôi mô tả định nghĩa tổng quát luôn nhé, định nghĩa theo đúng nhận xuất đấy, định nghĩa này. Còn chúng ta sẽ định nghĩa nhé. Thì định nghĩa này nó lại hiểu về định nghĩa nó hơi giống phần trên, hơi giống của Pascal, nhưng mà thực chất nó khác hẳn. Mình sẽ mô tả lại nhé. Thì khái niệm biến ở trong Python sẽ được chia làm 3 loại. Được chia làm ba loại như sau. Một loại là biến tổng thể, nó gọi là biến tổng thể nhé, gọi là biến tổng thể. Thì anh nó gọi là global. Loại thứ hai là biến là địa phương, là biến địa phương. Thì anh nó gọi là local. Và loại thứ ba là biến, loại thứ ba là biến là tên là biến không địa phương, không địa phương. Anh còn nó gọi là non-local. Như vậy là biến ở trong Python thì nó được chia làm 3 loại là tổng thể, địa phương và không địa phương. Thì khi nào thì nó tổng thể, khi nào thì nó là địa phương, khi nào thì nó không địa phương. Thì mình đơn mô tả luôn nhé. Là biến tổng thể, biến này. Biến tổng thể là cái gì? Biến tổng thể hay là biến là global là như sau, là biến được mô tả được dùng ở bên ngoài chương trình, ở bên ngoài các hàm là được dùng, được khai báo và dùng nhé. Trong bài thơ thì nó không cần khai báo, mà khi được cho khai báo được khai báo và sử dụng
bên ngoài tất cả các hàm. Thì bên này nó gọi là biến tổng thể, nó gọi thế thôi nhưng mà nó dùng khác nhé. Để tôi cứ gọi đặt tên ra thì chúng ta sẽ bị ra cho định nghĩa, được chưa? Thì nó gọi là biến được rồi. Loại thứ hai là biến địa phương là cái gì, định nghĩa đã. Biến địa phương thế anh nói là local, là cái biến mà được khai báo, được sử dụng hay được khai báo và được khai báo nhé. Được khai báo bên trong một hàm, bên trong một hàm bất kỳ. Đấy, thì cái biến này là biến gọi là biến địa phương. Thì hai cái này cho thấy là nó hơi giống cái của Pascal và C. Tuy nhiên nhưng mà nó rất là khác biệt lắm ấy. Để chúng ta rồi loại thứ ba là cái gì, là biến không địa phương là biến gì. Đây. Biến không địa phương nhé, không địa phương. Thì anh nói là nó là non-local, là biến gì? Là biến được khai báo và sử dụng, khai báo và sử dụng bên trong một hàm, nhưng hàm này lại có các cái hàm con của nó. Tức là bên trong hàm nó có cái hàm con nữa, chứ bên trong có cái hàm con. Đấy. Được chưa nào? Thì như vậy là cái này nó là cái, vậy chúng ta chia làm ba loại nhé. Nếu mà một cái hàm mà nó không chứa ở bên trong cái hàm nào khác thì nó chỉ là local thôi. Còn nó lại chứa trong nữa thì nó là non local. Từ thì tôi sẽ đây này, chúng ta mô tả đây nhé, mình sẽ mô tả chương trình đây. Ví dụ tôi viết đây là x chỉ bằng 10 chẳng hạn, y bằng 2, đúng không? Thì cái này là biến gì? Đây là biến tổng thể. Bây giờ chương trình được chưa? Được rồi, thế bây giờ tôi viết là một cái hàm đây, một cái hàm f phần nào đó ở đây, đúng không? Trong hàm f này tôi lại viết một cái hàm là z bằng 1 ở đây, sau đó là return z cộng 1, ví dụ thế nhé. Thì cái này này là biến địa phương. Khi mà tôi nói là biến địa phương ấy thì hiểu là phải địa phương ở trong một cái hàm nào đó, biến địa phương ở trong một cái hàm f, đúng không? Anh khai báo. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ mô tả một cái hàm nữa cho chúng ta xem nhé, là nó là không địa phương này như thế nào. Bây giờ khai báo một cái hàm nữa này, một cái hàm là g đi nhé. Ở trong g có một cái là z bằng 1 đi, sau đó đây là có một cái định nghĩa cái hàm nữa, def là g nữa ở đây, vâng, g nữa ở đây. Ví dụ này tôi gọi cái hàm z này vào đây. Đấy. Ở trong này có một cái biến là biến t bằng 1, ví dụ thế nhé, biến t bằng 1, và đây có cái hàm là return z cộng t. Những cái hàm này nhé. Sau đó thì ở đây tôi là ở chỗ này tôi viết là return là g z cộng 1, ví dụ như vậy. Như vậy là đây là trong cái hàm này là mô tả này, được chưa? Thì trong trường hợp này nhé, thì cái trường hợp này, cái biến này là biến địa phương này, vẫn là biến địa phương như bình thường nhé. Biến địa phương của cái hàm là g. Còn cái biến này này là biến gì? Đấy. Biến này là biến như sau. Biến này là biến chúng ta nhắc lại nhé. Biến này là biến gì? Biến này là biến là địa phương của g, nhưng mà là năm lâu cần của g. Nó là năm. Biến này là biến là không địa phương. Không địa phương đối với GG, nhưng mà nó là địa phương
địa phương đối với G. Như vậy có điểm là non local nhé, là không địa phương. Đấy các bạn, như vậy là trong trong Python là nó hơi là nó khác, là đây chúng ta chỉ định nghĩa thuần túy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả tiếp theo là cái gì, mô tả tiếp theo là cái phạm vi là nó như thế nào nhé. Đấy, thì bây giờ tôi mô tả luôn, tôi sẽ ví dụ chúng ta hiểu. Thế thì cái phạm vi là như thế nào, cái phạm vi như sau nhé, phạm vi biến nhớ nhé, tôi mô tả một này. Cái 11 là tôi mô tả phần là giống Pascal, là biến địa phương local đấy nhé, biến địa phương. Khi mô tả trong cái hàm thì nó không có tác dụng ra bên ngoài hàm, không có tác dụng ra bên ngoài hàm đó. Đấy, thì cái điều 1 này là hoàn toàn giống với Pascal và C. Vậy cái điều 1 này là gì? Là hoàn toàn giống Pascal và C. Đấy, chúng ta chú ý nhá. Rồi. Thì đề vẫn giống, vì sang điều số 2 là điều là nó khác biệt đây, là nó khác biệt là rất là lớn đối với giữa Pascal và cái này nhé. Là biến thứ 2 là biến tổng thể như thế nào? Biến tổng thể sao? Biến tổng thể sẽ không có tác dụng bên trong bất kỳ một hàm nào, bên trong một hàm. Khi tôi khai báo một cái biến này bên ngoài thì nó không có tác dụng ở bên trong hàm đó, nó không có tác dụng như là một cái biến. Nhưng là bên trong hàm có nhìn thấy biến đó nhưng không phải nhìn thấy như là một biến, mà nhìn thấy như một đối tượng, hay như một giá trị, hay như một đối tượng đó. Ta có nhìn thấy như là một như đối tượng, nhưng mà nó không nhìn thấy như là một cái biến. Thì chúng ta khái niệm là biến là nó có cái niệm là chúng ta có thể là tự thay đổi được giá trị của mình. Còn cái biến tổng thể thì bên trong chúng ta không thể thay đổi giá trị cho nó, không thể. Thôi được, cái này tôi nói sau nhé. Nhưng mà là bên trong nó nhìn thấy cái biến bên ngoài, nhưng nó không coi, nó không thể coi cái biến bên ngoài là một cái biến bình thường. Và như là một cái bình thường nhé. Rồi bây chúng ta sẽ thêm một tí nhé, là ở bên trong hàm nếu muốn sử dụng một cái biến tổng thể như một biến bình thường thì làm gì? Như một biến bình thường thì cần khai báo lại với từ khóa là global. Đây, cái này là cách đặc biệt này, cái này rất là khó luôn này. Với từ khóa là global. Bây giờ tôi sẽ ví dụ cho chúng ta cái để chúng ta ghi chép vào đây để chúng ta phân biệt được cái ý nghĩa đã. Như vậy là biến địa phương thì không dựa ra bên ngoài, chịu chết không biết nào cả. Biến bên ngoài thì không dựa ở bên trong. Yeah. Mặc dù là bên trong có thể nhìn thấy nó như là một đối tượng. Còn muốn bên trong mà sử dụng biến đó như là một biến thực sự thì ta sẽ phải khai báo lại biến đó bằng từ khóa là global. Rồi thì bây giờ chúng ta mô tả sang cái loại thứ ba là biến non local nhé, biến không địa phương, biến không địa phương nhé, là non local, non này local
không có tác dụng ở bên trong hàng, bên trong cái hàng đó nhé. Tức là cái mà được khai báo bên ngoài thì trong lúc hàng con nó không đổ ở trong cái hàng đó, không có tác dụng, không có tác dụng bên trong, bên trong hàng, bên trong hàng giống như là ở trên. Nhưng mà nhưng chúng lại có một cái nhưng nhé, nhưng có hai cái nhưng. Nhưng là bên trong hàng có thể nhìn thấy, bên trong hàng có thể nhìn thấy, nhìn thấy biến không địa phương kia, nhìn thấy biến là non local, như một đối tượng. Đấy, giống như ở trên kia. Và bị bằng ý nữa để thấy là tương tự như ở trên nhé, là bên trong hàm, bị ở bên trong hàm con ấy, bên trong hàm, bên bên trong hàm con, nếu muốn, nếu muốn dùng lại biến, biến là non local, biến là lục bản như một biến thực sự, như một biến nhé, một biến mà thì cần khai báo lại với từ khóa, từ khóa là năm lục, năm lục đó. Đấy, tôi vừa mô tả các bạn là cái toàn bộ cái gọi là cái tổng kết của cái phần là ý nghĩa của phạm vi biến ở trong Python, nó khác biệt hẳn với lại ở trong Pascal. Thì cái này mình nói cái này thì khó hiểu lắm, bây giờ ta phải làm ví dụ cho ta hiểu nhé, ta làm đưa ra những ví dụ cụ thể ta sẽ hiểu ngay thực hành như này. Đấy, nhớ nôm na là như này, nôm na là như thế này. Bây giờ chúng ta có cái biến ở bên ngoài x chỉ bằng 10 đây. Chúng ta khai báo một cái hàm f với n chẳng hạn. Được chưa? Thì bây giờ bình thường mà ở trong này là nó không, nó x chỉ đâu nhìn thấy mà nó không coi như một biến nhớ được. Vì viết x chỉ bằng x cộng 1 là báo lỗi ngay này nhá, như thế. Nhưng mà tôi muốn dùng lại nó như biến nhớ, làm như sau, tôi viết khai báo từ là global x, và ta dùng như bình thường. Nhé, đó thì biết làm tiếp cái đứa này, bìa đếp một cái hàm, đếp cái hàm là g đi, g ở chỗ này có cái hàm z bằng 1, xong rồi chỗ này có một định nghĩa đếp của cái hàm g g đi, thì trong này này không nhìn thấy z như là một biến nhớ, vì đây là biến non local, vì chúng ta muốn dùng nó như một biến nhớ thì ta dùng khai báo như là non local z ấy, tận như bình thường. Như vậy là gì, ở trong cái hàm nôm na thì là ở bên ngoài hàm thì không cần làm gì cả. Nhưng trong hàm nếu chúng ta khai báo một cái biến là global, thì máy hiểu thì đây là cái biến này được khai báo ở bên, coi như khai báo ở bên ngoài hàm. Còn nếu ở trong một cái hàm con hai nấc mà khai báo cái gì là non local z thì máy hiểu cái biến này là biến được khai báo ở bên ngoài hàm đó, ở bên trong cái hàm khác. Mà chúng ta có hai từ khóa là global khóa và cái từ khóa là non local nhé. Đấy, hai từ khóa rồi. Thế bây chúng ta sẽ cùng nhau cùng các bạn chúng ta làm ví dụ cho ta sẽ hiểu ngay thôi. Đây, bây giờ tôi khai báo một biến x nhé, biến x bằng 0 này, y là bằng 10 như này nhé. Đấy, biến khai báo kia đây, khai báo một cái hàm đi f này, a này nhé. Đây, ở bên tôi biết là x bằng 7, xong tôi return là a cộng với x, được không? Đấy, x nhé, x bằng 7. Ai thì chúng ta phải hiểu như nào? Đây là cái biến là khi tôi viết này thì mày hiểu đây là biến biến địa phương, và biến này không tác dụng ở bên ngoài, cho nên là không ảnh hưởng gì bên ngoài cả. Khi tôi chạy thử, tôi chạy là f 10 chẳng hạn,
thì nó sẽ ra kết quả là 17, 17 vì là x với x là bằng 7 mà a là 10 mà 17. Nhưng mà tôi gọi x đây, x nó vẫn là gì, x nó vẫn là không. X ở đây nó không có dụng ở bên trong đó. Có thấy như là khác không? Nếu mà ở trong Pascal tôi viết x bằng không như này ấy, thì ở bên trong tôi khai báo tôi viết như này là nó hiểu ngay x bằng 7, vì thoát ra nó sẽ là 7. Như đây là x khi thoát ra thì nó là không, do đó cho nên là cái dòng này nó không ảnh hưởng gì đến cái dòng này cả đó. Được chưa? Đây này, khi tôi viết là x bằng không thì x đây là biến là biến là global, nhưng biến này không có tác dụng vào bên trong cái hàm f phần này. Sau đó khi tôi gọi hàm f phần này là thì nó gọi chạy dạy lệnh này, thì cái x này nó hiểu đây đây là một biến local ở trong hàm f, và nó không liên quan đến cái x ở, ở bên ngoài này. Đấy, cho nên khi tôi thoát ra thì x nó vẫn là không. Bạn đã hiểu chưa nhé? Thế bây giờ tôi thử chạy cái lệnh mà chạy gọi cái hàm mà tôi coi như x là biến ở trong x là biến ở trong hàm, nó sẽ máy có lỗi không nhé. Này phải báo cái hàm f h đi nhé, để khai báo này là nó là x bằng x cộng 1. Đấy, tôi coi như là return x. Cái này thì không 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 ảnh hưởng gì cả, đúng không? Đây bây giờ tôi gọi là h này. Ở đây nhé, cái x này này là mà đây này, thì khi tôi viết như này thì khi tôi viết như này nhé, tôi gọi là hàm 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 h này. Khi tôi gọi như này thì là máy hiểu à, như vậy chúng ta hiểu có đây là một cái biến x rồi, biến biến là biến tổng thể là x rồi, nhưng mà vì nó khai báo bên ngoài trong ứng dụng trên máy hiểu máy sẽ báo lỗi. Máy báo lỗi là gì? Máy báo lỗi là x là biến local nhưng mà lại 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 reference này, reference before assignment, là như vậy là nó được được gán, nó được đây này, nó được gì nhỉ, đây nó được được gọi trước khi gán đây này. Khi tôi viết là x bằng x cộng 1, khi máy chạy là x bằng thì máy nó tạo ra biến biến cái biến local mới là x, đúng không? X và nó lại gắn lại x bằng cộng 1, thì cái này nó bị lỗi. Đấy. Đấy, cho nên cái ví dụ này chứng tỏ là biến ở bên ngoài hàm không thể có tác dụng vào bên trong hàm trừ khi chúng ta khai báo là global. Đây tôi làm như này nhé. Bây giờ tôi x bên ngoài tôi khai báo là 10. Được chưa? Xong tôi def một cái hàm h. Xong tôi khai báo là global x là x bằng x cộng 1 mà tôi return x đó. Thế bây giờ tôi gọi h này, thì máy chạy gì, máy sẽ đây máy sẽ chạy cái dòng này này, thì máy hiểu x là khai báo bên ngoài rồi lại 10 rồi, tôi tăng tăng lên lên là 11, tôi trả lại là 11 nhé, và tôi gọi x này, x này là 11, thấy không nào? Như vậy là khi mà tôi viết cái dòng là global x này thì máy hiểu chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái hàm này, hàm h này là một cái biến x là cái biến này là cái biến được dùng kế tiếp như ở bên bên ngoài, tức là bây giờ cái biến 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 global x được dùng trong hàm h như là một biến địa phương. Đấy. Chúng ta đã hiểu cái này chưa nhé? Còn nếu không thì bây giờ tôi làm tiếp nhá. Đây là bây giờ x bằng 11 này, bây giờ tôi định nghĩa một cái def hh như thế này, được chưa? Và ở đây tôi ở trong này là tôi gì tôi print x cộng 1 có được không? Được, vì là ở trong hàm h này tôi vẫn nhìn thấy x gì, nhưng mà không nhìn thấy x gì như là một cái biến, mà nhìn thấy x gì như là một cái object, một đối tượng hay là một giá trị, thì máy nó in ra được là pin x cộng 1 là 12 nhé. Đây tôi gọi là hh này, nó in ra là 12 nhưng mà x gì nó không thay đổi, x gì nó vẫn là 11 đó.
Như vậy là bên trong hàm HH này vẫn nhìn thấy được cái biến nhớ XY. Nhưng mà không phải nhìn nó như là một biến nhớ, nhìn nó như là một gì, như là một cái đối tượng mà tôi có thể truy cập vào. Tôi chỉ gọi nó ra này, đấy, được. Bạn đã hiểu chưa? Đấy, như vậy là việc đây là tôi vừa nói, tôi đưa một vài ví dụ để minh họa cái sự minh họa giữa cái biến biến global và biến và cái biến địa phương. Bây giờ tôi mô tả thêm cái khái niệm là biến là năng lục hẳn nhé. Đây, tôi khai báo một cái hàm là hàm F vào đây. F nhé. Bây giờ tôi khai báo là hàm Z bằng 1 này. Được. Sau tôi định nghĩa cái hàm số 2 là hàm G đi. Đấy. Hàm G chỗ này mà tôi muốn dùng lại cái hàm Z, tôi phải khai báo là năng local Z. Và tôi khai báo là x sẽ bằng z bằng z cộng 3 chẳng hạn. Sau đó tôi return z được chưa? Đấy, và ra đây tôi return g. Gọi cái hàm này thôi. Tôi biết cái hàm này, tôi biết là z là một t bằng g như thế này. Và tôi return t. Khi tôi gọi f phải nhé, biết tôi gọi f này thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ tăng z thành 3 thành 4 và nó trả lại là 4. Đấy, trả lại là 4. Đấy không nào? Vậy là cái hàm z ở đây là cái ở đây là cái z này nó là cái biến, nó là biến local so với hàm f, nhưng nó là biến năng local so với cái hàm g là hàm bên trong hàm f. Thì ở trong cái hàm g này nó nhìn thấy z giống như là ở trong cái hàm h này, nhìn cái hàm x bên ngoài này, cái z thì nó là biến địa phương so với f, nhưng mà nó là năng local so với g. Đấy, được chưa? À, nhưng mà vừa rồi tôi vừa mới nói lại là tôi vừa mới nói với các bạn cái ý nghĩa của cái khái niệm là cái phạm vi biến nhớ ở trong Python nó là khá phức tạp. Và đây là cái chỗ mà khó hiểu đó, thật rồi rất khó hiểu, nhưng mà sang cái bài sau thì chúng ta thấy nó dễ hiểu hơn. Hôm nay về hết giờ chúng ta dừng lại ở đây nhé. Sang cái bài sau chúng ta sẽ hiểu hơn. Hôm nay là tôi nói về cái nhắc lại khái niệm hàm số, và cái khái niệm là phạm vi biến nhớ ở trong hàm số. Tuấn có muốn thì hỏi gì hả Tuấn ơi? Thấy cho em hỏi mấy câu vậy ạ? Ừ, hỏi đi. Vâng, thấy em ví dụ như thấy trong sin cộng cộng, thứ nhất là các cái thân hàm nó được bao bởi cặp dấu ngoặc nhọn chẳng hạn, thì ở đây không được bao bằng cặp dấu ngoặc nhọn, thì đến lúc mà mình muốn bảo trì hoặc là mình muốn sửa chữa thì liệu rằng là nó tìm nó có khó hơn so với trong C cộng cộng gì nhỉ? Hoặc trong C thân này nó thuộc vào cái nhóm, cái block của thằng Pascal là begin end, của thằng C là ngoặc nhọn, thân này là thuộc vào ngoặc nhọn. Thuộc vào thì em thấy giả sử dễ nhất ạ. Vâng. Thế mà cái một toàn là quay trở vào thì thích lắm, thích hẳn so với begin end. Begin end mà nó không biết thẳng hàng thì các bạn mò theo thì mệt kinh khủng luôn đấy. Hoặc là họ là ngay cả là ngọc nhọn, nếu mà nó viết chuẩn nó cũng thẳng hàng nhau rất đẹp, nhưng nó cũng không thẳng hàng. Sau đó rất là mệt, các bạn đếm từng ngọc nhọn một đấy. Còn Python là tất cả được thẳng hàng. Thẳng tắp luôn, cho nên là yên tâm. Chúng ta cứ có một cái đếp như này, một cái hàm đúng không nào? Hàm có gì đó ở đây chúng ta là 2 chấm. Sau đó xuống dòng tất cả thẳng hàng như thế này. Em thưa thầy, nếu mà tất cả thẳng hàng như thế thì em thấy rất là khó để mà biết để mà gỡ lỗi chứ ạ. Đâu, bình thường nếu như khó đâu mà khó, chả khó tí nào. Ví dụ em thấy nếu như trong C mà viết là vòng lặp for chẳng hạn, và trong mà in ra cái thì lại thụt vào tiếp lần nữa, thì em thấy dễ. Đây thì trong hàm ở trong này, thằng này là nó không phải đây là thẳng hàng, mà nó ví dụ là có lệnh for chẳng hạn nhé, for này. Hai cái là thụt vào đây nữa cơ mà. À vâng. Trong này tức là tôi người...
O này, hai chấm Vâng. này thụt vào này, oai này, Vâng. đúng không Vâng. nào? Hai Vâng. chấm này thụt vào này, íp Vâng. này, đúng không? Vâng. Thụt vào này, else này, thụt vào. Tức là thụt vào nó rất thẳng hàng, thụt vào nó rất đẹp luôn, nhìn nó rất đẹp luôn. Vâng. Nó Thầy thầy cho em hỏi như thêm là câu mình nữa viết chữ là giấy mà. Nó như là viết với chữ giấy. vâng. Cho Thầy nên thầy cho em hỏi thêm phải đi. thầy cho em hỏi thêm câu nữa là em thấy một cái đoạn chương trình của thầy mà thầy viết ở phía trên thầy dùng dùng biệt x, ở phía dưới thì lại bỏ biệt x đi và bỏ giá trị biệt x đi và dùng 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 lại biệt x, thì thấy nếu như một một đoạn chương trình có 100 dòng lệnh như vậy, thế thì lúc mà em muốn hiệu muốn muốn bảo trì đó thì đến lúc có sợ rằng là cái sự sử dụng x này nó có bừa bãi hoặc là Không, khó. bây giờ các bạn câu hỏi rồi. Đây Vâng. là lý thuyết như vậy thôi. À Lý vâng. thuyết như vậy thôi, còn thực tế nhá. Thực tế thì người ta không bao giờ ta dùng global, không bao giờ dùng là ở trong thực tế là rất ít dùng là biến là biến biến tổng thể. Hàm hết. Chỉ có Vâng. một hai biến tổng thể để làm hệ thống thôi, còn tất cả là hàm hết. Cho trông đẹp À giống như là trong C, tức là đều là hàm hết. Đúng không nào? vâng. Không phải như Vâng. Pascal, nhà thiết kế là hàm hết, thằng này là hàm hết, mình có thể Vâng. tất cả đều hàm hết, nhưng Vâng. mà nó rất là trông, nó rất là gọn, rất là gọn ghẽ, rất là đẹp Dạ luôn. vâng. Vâng. Yên tâm, cái này Vâng. là theo tôi thì cái viết Python nó sáng sủa hơn rất nhiều lần so với C và Pascal, rất sáng Vâng. sủa, nha. Thôi chúng ta nghỉ Em ở cảm ơn đây thầy ạ. nhé. Vâng, em chào thầy. Vâng, chào Chào thầy các cô. bạn. Vâng, chào thầy. Chào nhé. Yêu thầy ạ.